Hey. Cho hỏi số một dòng nào uy tín nhất hiện tại. Sophie mình. Cho hỏi. Nếu các bạn có nhu cầu mua link ngọc rồng, hãy link ngay sophie.com. Hiện tại shop đã cập nhật rất là nhiều link giảm giá 20%. Link bông 3 hiện tại chỉ có giá là 200k. Nạp thẻ hoàn toàn không bị trừ chiết khấu. Hiện tại shop cập nhật tất cả các link. Bạn nào bán thì liên hệ qua Zalo 0364102903. Giá vàng Nana X3K3 làm đệ tử chỉ có giá là 27k, cực kỳ là giá rẻ. Hiện tại shop đã cập nhật rất là nhiều đồ để cho anh em tha hồ lựa chọn 3 sao cho đến đồ 6-7 sao. Hiện tại shop có 2 loại vòng quay chỉ có giá là 10k, cứ quay là trúng. Danh vực Lan Đùm tỷ lệ trúng gần như là 100%. Anh em có thể đua top là thẻ hàng tháng. Shopee.com uy tín chất lượng anh em ơi. Hello và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ biến clip như C của mình sẽ trở thành một click úp vàng chân chính nha. Ok, và bây giờ mình sẽ lấy vàng cái đã. Lấy vàng để đập cái một set vải thô của mình để lên cấp 3 đã. À nhầm, không phải lên cấp 3 anh em ạ. Có nghĩa là mình đập lên cho là 3 sao ấy. Vừa nói nhầm anh em ạ. Đây, mình giao dịch nhá. Đầu tư cho mình 1 tỷ để mình biến cái lick này của mình thành một lick úp vàng nhá. Chân chính nhá. Quá là siêu cấp luôn. Đây, ok nhá. Bây giờ mình sẽ phải là qua bên đây, siêu thị đi. Các bên siêu thị để mình lấy ngọc. Lấy ở bên lick Vi Minh 200 ngọc nữa. Đó, xếp đầu tư cho thêm 200 ngọc nữa để lâng. Đó, xếp con này vui tính ghê anh em ạ. Đây, tiếp tục em nhé. Đây, cái Zara này là 200 đi. Ok, giờ lấy lick Vi Minh mua. Mà nói chung là dạo này thì ngọc của mình đang hết rồi. Đó, ngọc bên sale là 1 hết rồi. Còn ngọc hiện tại mình đang bán ở các server khác thì server 2 còn rất nhiều em nhá. Hiện tại thì đang bán chính là với giá là x6.7 anh em nhá, giá cao nhất thị trường luôn. Ok, bây giờ mình sẽ nhận ngọc luôn này. 200 ngọc nhá, 190. Ok. Rồi, bây giờ sẽ đập nha anh em nhá. À, cửa hàng. À, xem nào, chúng ta sẽ có những cái gì. À, đầu tiên mình sẽ mua cho em nó là một set này, vải thô đi. Có lên mua một set vải thô nhỉ? Mua vải thô cho đập cho dễ. Đó. AD thích sự nhẹ nhàng. Cho nên là mình sẽ mua những cái thứ mà cơ bản nhẹ nhàng nhất để cho admin vui. Đó, cho admin vui. Ok, tiếp tục là găng nhá. Găng này. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ đến giày nhá. Giày sợ len. Ok, tiếp tục sẽ là một cái Zara cấp 1 luôn mà thôi. Zara mình sẽ cho Zara châu châu một chút. Zara mới ra đắt kinh, đắt thật sự. Ok. Xem nào. Thôi, làm Zara 10 khi úp nó còn có chí mạng một xíu. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên này nhá. Qua bên đảo Kame để mình đập đây. Bây giờ chúng ta sẽ phải mua thêm một cái giáp lực lượng cấp 1 nữa. Tại vì mình biến cái lick này thành lick cúp vàng, cho nên là mình mặc giáp cấp 1 và nó tiện lợi hơn rất là nhiều so với giáp cấp 2. Tại vì cái sức đánh nó chỉ giảm là 10% thôi. Ok, mua một ngọc. Tổng xanh cho mua một ngọc nhỉ. Ngáo thật rồi, mà thôi kệ đi. Rồi chúng ta sẽ pha lê hóa trang bị bằng ngọc nhá. Biết một lần đập sẽ là bao nhiêu đây. Biết là mất có nhiều ngọc không? Chắc 2 ngọc thôi. À, 1 ngọc anh em. 5 triệu vàng nhá. Đây, đầu tiên là mình sẽ cho cả cái set này lên cấp 1 đã. Ok. Rồi, tiếp tục mình sẽ cho quần mà. Sẽ cho hết lên cấp 1 đã, sau đó chúng ta sẽ lên cấp 2, cấp 3 sau nhá. Lên lần lượt anh em nhá. Còn cứ lên theo kiểu mà lên một món thôi thì tỷ lệ nó thấp lắm anh em ạ. Đó. Đấy, lên cấp 1 nó còn có chút mưa. Còn may mắn lần sau nữa. Một số bạn mà ít vào một chút như thế này là sót lắm ấy. Mình thì cũng khá là sót. Đó, phát 2 còn xịt này. Khổ chưa? Ờ. Ok, mình đã suy nghĩ lại rồi. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ phải mua một cái găng. Đây, mình sẽ qua siêu thị nhá. Lần này mình sẽ phải mua cái găng vip vip xíu. Tại vì là úp vàng thì sức đánh nó phải cao một chút nhá. Chứ một cái găng phải thô mình nghĩ là không ăn thua anh em ạ. Đó, úp lên 2 sao cũng được. Găng vip nhưng mà 2 sao nhưng mà nó vip là được. Đó, ok. Găng này nhá, mua găng 150 triệu nhá. Thì có nghĩa đồng nghĩa là bây giờ mình đập mấy cái set kia thì nó chỉ với giá là
hơn 85 triệu thôi. Ok, nói chung là hơn 1 tỷ nhá. Xử lỡ thiếu thì mình sẽ chuyển qua tiếp. Còn bây giờ mình sẽ qua lại và mình đập tiếp nhá. Thì nói chung là mỗi lần đập như này thì mình sẽ rút ra được một cái kinh nghiệm. Đó, chứ không phải là mọi thứ là mình đều biết đâu anh em nhá. Cho nên anh em thông cảm, nhiều cái mà mình sai sót thì anh em đóng góp để cho mình gọi là sẽ cố gắng trong những clip tiếp theo nha. Ố, cái quần này, má, quần này bị ma ám rồi. Rồi, quần này lên rồi. Thề nó mất hơn 20 triệu à. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ đến với giày nhá. Cái ok, nên giày là chuẩn rồi. Ok, xịt rồi, chúng ta sẽ chuyển khu đi. Mấy khu này nó sẽ không may mắn nữa rồi. Qua khu 7 nhá. Khu 7 mình thích CR7 cho nên là mình sẽ qua khu 7. Tiếp tục là cái giày nhá. Giày sau đó đến ra da. Ok, bây giờ mình còn 816 triệu vàng nhá. 5 triệu nữa ra đi. Giày lên không? Đó, không lên hơi phí. Ok, tiếp tục. Ta đã sắp có một set một sao rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Ok, Zara đã lên rồi. Rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Ok, rồi. Tiếp tục đến găng nhá. Găng vàng Zenox. Găng này có lẽ rồi mình sẽ phải nâng cho nó lên cấp 2 đi. Đó, ok, tiếp tục găng này đã lên cấp rồi nhá. Đó, tiếp tục mình sẽ pha lê hóa tiếp cho là lên cấp 2 đối với cái găng này. Có lẽ cái clip này của mình nó khá là dài đấy, cho nên anh em xem clip của mình. Nếu mà thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một lượt đăng ký nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình đang cố gắng đây. Ok, tiếp tục xịt nhá. Đây, mình sẽ đập 5 phát nữa. Nếu mà nó không lên thì mình sẽ phải nghĩ đến chuyện khác. Tại vì găng này nó khá là khó, tại vì nó là một cái trong những cái găng nó VIP mà. Nó, găng VIP đa số là ép nó khó lên lắm. Mà thôi, không sao. Khó lên thì chúng ta càng phải cố gắng hơn bằng cách là càng phải hiến cho admin nhiều hơn. Đấy, đấy là cách tốt nhất để có thể lên được những món đồ mà chúng ta yêu thích. Và chúng ta mà thấy admin mà càng hút máu mà chúng ta không lấn tới thì chúng ta sẽ không bao giờ có được những cái món mà admin cung cấp. Thế thôi. Ok, rồi, nâng cấp tiếp. Vâng, bay 60 triệu rồi. Thề. Rồi, xịt luôn. Ôi, hai sao khó vậy. 100 triệu đấy. Lên. Ôi. Ui, khó như 7 sao ấy. Thật sự. Rồi, xịt luôn rồi. Thề khi nào em chấp nhận cưới anh đi thì khi đó mình mới có găng 2 sao để dùng đấy. Crude mà không chấp nhận chắc mình không có găng để xài đâu. Thề. Có thực sự. Ok, không lên luôn à? Khó thế. Rồi, lại xịt rồi. Trời, mình khô máu luôn nhá. Khô máu, khô máu. Ôi. Trời, hai sao thì khó rồi. Ôi. Không có cái gì khó hơn kì. Gần 200 triệu không lên được 2 sao. Ui. Đùa. Thôi. Thấy nó phải thế chứ, 2 sao nhá. Chuyển khu đi, chuyển khu đi, không ở khu này nữa. Ok, khu không nhá, cứ khu không mà quất thôi. Ok, tiếp tục. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với
bây giờ còn 430 triệu vàng nữa. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục nâng cấp nhá. Đây, pha lê hóa trang bị bằng ngọc, ok. Tiếp tục nhá. Đây. Đây, mọi thứ đều lên hết là. Đây, còn cái áo này. Cái áo khó lên 2 sao cực. Ok, lên 2 sao luôn nhá. Còn nếu bạn nào mà kiểu ôi, lên luôn 2 sao này. Uầy, ngon. Được. Ok, tiếp tục mình sẽ cho cái Zada lên 2 sao nhá. Còn bạn nào mà muốn lên thực sự, mình có cái này mình muốn nói với các bạn luôn là bạn nào mà muốn xem clip của mình, xem những cái clip đập đồ mà muốn nó nhanh ấy, thực sự là mình khuyên các bạn là không nên xem, một không nên xem. Đó. Chứ xem đập đồ thì nó phải có cảm xúc các thứ chứ, chứ không phải là cứ vào phát xem phát. Nếu mà thực sự nếu mà làm những cái video mà nó kiểu đập đồ mà nó nhanh ấy, thực sự là ghép phát 2 giây là xong. Thế rồi đăng lên 2 giây thôi các bạn ạ. Còn bạn nào muốn xem có cảm xúc các thứ thì các bạn hãy xem những clip nó dài dài và nó có cảm xúc, nó có cung bậc cảm xúc khác nhau, rất là vui luôn. Đó. Còn bạn nào muốn xem nhanh thì mình gửi cho các bạn là một là các bạn không nên xem, hai thì các bạn muốn như thế thì mình khuyên các bạn nên nghỉ game thật. Ok, tiếp tục Zara nhé. Zara bây giờ mình đang cố gắng nâng cho lên 2 sao đây. Ok, mình sẽ chuyển khu nhá. Khu khác đi, khu là cứ không người là chuyện thôi, khu 28 đi. Ok, tiếp tục khu 28, pha lê hóa trang bị này. Rồi. Đó, đang vỗ 2 sao rồi. Bây giờ còn cái Zara chưa lên 2 sao. Ok, mình sẽ cố gắng cho nó lên 2 sao nhá. Ô, lên 2 sao luôn này. Quá ngon anh em ơi. Đó, rồi. À, bây giờ mình tiếp tục cho giáp một lên một sao nhá. Quên ấy, từ nãy giờ quên ấy, không để ý. Ô lên rồi, ngon. Tiếp tục ô, lên luôn thì hay. Xí rồi. Ok, cố gắng cho lên 2 sao. Thì với 1 tỷ vàng mình nghĩ là sẽ có một món 3 sao. Mình mong nó vậy. Nếu không có thì có thể là mình sẽ phải búp thêm 1 tỷ nữa. Nó sẽ nằm ở phần 2 nhá. Phần này thì mình sẽ chỉ cho nó là 1 tỷ thôi. Chắc chắn chỉ là 1 tỷ thôi. Tại vì 2 tỷ nó đập khá lâu anh em ạ. Cung bậc cảm xúc khác nhau nữa. Ok, xin giờ mình chuyển khu nhá. Khu 8 đi. Ok, tiếp tục. Lên, ôi, ngon. Đó, mỗi lần chuyển khu lên luôn cấp này. Tuyệt vời quá anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ qua bên này xong mình qua lại này. Ok, lần này mình đập tiếp nhá. Lần này mình sẽ đập cái nào khó đập nhất nhỉ. Thôi, đập mấy cái dễ dễ đi. Bây giờ còn ít vàng mình đập mấy cái dễ dễ cho lên đi. Còn đập mấy cái khó thì thôi mình chịu. Ok, cho áo lên 3 sao anh em nhá. Còn cho áo của mình nó lên 3 sao đi. Đây, bây giờ mình sẽ khô máu, 240 triệu khô máu luôn. Ô, khác luôn rồi, ok, đập luôn. Ok. Bây giờ còn 220 triệu, mình sẽ cho nó khô máu luôn anh em nhé. Khô máu luôn, khô luôn. Ok. Uầy, xịt rồi. Ok, không sao. Tất cả mọi thứ vẫn đang rất là vui vẻ, vẫn là trơn tru hết. Vẫn rất là tuyệt vời các bạn nhé. Rồi, chúc con may mắn lần sau, tiếp tục. Ok. Lần này thì đập khoảng là mất thì như bao nhiêu vàng nhỉ? Như 20 triệu vàng một hit đúng không? Xem nào. Đúng rồi, 20 triệu vàng với lại 3 ngọc một hit. Ok, không sao các bạn nhé. Rồi, tiếp tục. Có khả năng khô máu thì không chơi được với admin rồi. Ok, sẽ qua lại khu 8 nhá. Mong lần này đập phát sẽ lên luôn. Mong là vậy. Thực sự mình thấy nhiều người đập đồ kiểu cứ phối, cứ
tháo đồ này ra xong lại đập đồ khác. Thực ra cái đấy nó chỉ gọi là hên xui thôi các bạn ạ. Đập đồ nó hên xui lắm, chứ không phải tháo đấy là tăng tỷ lệ đâu. Tháo kiểu đấy kiểu ví dụ như admin, ví dụ mình sẽ có một cái giả thuyết như này: admin sẽ cho cái tỷ lệ là 1/100 đúng không? Cứ 100 người đập thì sẽ có một người được. Thì ví dụ mình tháo đấy, chẳng may mình ấn bén đồ này thì nó lên cái thì đấy là do mình hên. Nó kiểu như vậy, mình nghĩ là thế thôi. Chứ thực ra những cái giả thuyết như mình nói toàn sai, toàn lệch thôi. Ok. Rồi, không lấy nữa thôi. Chịu, bó tay rồi. Ok. Và phần 1 của mình thì đập đồ, chi 1 tỷ vàng để cho nó đập một set vàng. Thì đây, đấy. Thì được một set 2 sao như này thôi. Đó. Ok, một set luôn anh em nhé. Này, còn găng này vứt đi. Để đây, chẳng may rồi đập lên 3 sao thì bán thì nó còn rẻ hơn tiền đập rất nhiều anh em ạ. Nhưng mà chủ yếu vui chính thôi. Đó, anh em vui là mình vui rồi. Okay. Vứt. Ok, đó, mình đã đập được một set rồi. Rất là ngon thôi. 1 tỷ vàng được một set như này anh em nhá. Đó, tuyệt vời chưa? Đó, áo quần giày Zara luôn. Tổng giữa này là 120% vàng tuyệt quái rồi. Đó, và anh em chờ mình ở trong phần 2 nhá. Mình sẽ chi thêm 1 đến 2 tỷ vàng nữa để đập cái set này. Cảm ơn đã xem clip của mình. Nếu thấy thích clip này, hãy cho mình xin một like, một lượt kiểu của mình, kênh của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn.